Chào các bạn nha, hôm nay mình mới đặt về thêm một chiếc máy nén khí có dầu của Hukan để trải nghiệm nó như thế nào và chia sẻ các bạn thực tế nó ra sao nha các bạn nha. Thì với máy nén khí có dầu các bạn lưu ý nha, nó sẽ có kèm cái dầu bên cạnh này các bạn nha. Và trước khi sử dụng máy đánh, các bạn nên tháo cái này ra và mình nhớ châm châm dầu vào các bạn nha. Dầu này sẽ đi kèm cho nên là chỉ cần dùng một bình này là vừa đủ luôn. Ok nha. Cho hết chai dầu này vào trong là được. Ok khi mình chờ xíu cho nó ra sạch luôn các bạn nha Với cái máy nén khí có dầu á, thì các bạn uh, thường xuyên nên chú ý cái uh, lượng dầu Lượng dầu nó sẽ báo trong này các bạn này Đây cái lượng dầu nó sẽ báo trong này các bạn nha Còn nếu khi các bạn mà thấy cái dầu nó tụt xuống á Thì mình sẽ nên để châm uh, châm dầu vô các bạn nha Đây là chiếc máy nén khí có dầu của Hokan mình mới đặt về các bạn nha Cái này á uh, dung tích bình chứa là 30 lít khí Công suất là 2.200W các bạn nha cái này nó cũng có một cái tính năng rất hay trên này. Đó là cái đồng hồ. Đấy bạn này, đồng hồ nó sẽ báo luôn cái điện áp mình sử dụng luôn nha. Điện áp bao nhiêu nếu mình nhìn đây mà thấy thấp quá mình có thể mừng ngưng không làm. Đó, hiện tại mình là 232V. 233V nha. Phía đây này, nó cũng có ba cái đầu chia hơi để mình có thể làm được nhiều việc, cùng một lúc làm nhiều việc hoặc là hai bình hơi xịt cùng một lúc nha các bạn nha. Loại dòng này là loại Gen 2 là bản nâng cấp nó có hai cái đồng hồ các bạn này, một cái đồng hồ này là báo cái áp ở trong bình, còn đồng hồ bên này là cái báo cái áp mình chỉnh ra, mình có thể tăng giảm áp ra nha. À, một điều đặc biệt là cái cái thời gian đây bơm đầy hơi ấy, nó chỉ một phút 16 giây thôi. Rồi bây giờ mình sẽ test xem xem nó có đúng như thế này không các bạn nha. Đây các bạn thấy cái đồng hồ không? Nó đang còn là về không không hết nhá, bên này cũng không này. Và bây giờ mình chỉ việc gạt cái này lên thôi, thì nó sẽ bắt đầu chạy nha. Rồi bắt đầu này một hai ba. Rồi như vậy là mất 1 phút 25 giây các bạn nha Còn đây là công bố là 1 phút 16 giây Như vậy là thực tế đang chậm hơn 9 giây 9 giây 10 giây đó Đây các bạn thấy không? đồng hồ bên này là hơn 7 kg nha Nhưng đồng hồ bên này chỉ còn có 2 ký hơi thôi Đó là do mình điều chỉnh cái này được này Mình giảm về đây Thì cái hơi nó sẽ xuống các bạn nha Đó giảm thì sẽ hơi nó sẽ xuống Đấy thấy chưa Đó còn nếu mình tăng lên thì hơi nó sẽ lên Đây mình tăng lên sẽ hơi nó lên này 2 ký 3 kg, 4 kg giờ đó tùy mình chỉnh nha. Đó, bây giờ mình sẽ giảm xuống còn tầm uh, 2 kg thôi. 2 ký thôi. Thì các bạn sẽ thấy cái lực hơi đây ra nó yếu này. Đấy. Lực hơi yếu này, xuống yếu nữa nè. Đấy, nó yếu dần dần. Ok chưa? Thì cái việc mà chỉnh cái hơi nó yếu ra đầu ra ấy, thì nó sẽ giúp trong cái việc mình uh, xịt sơn này kia đó các bạn. Nó đều hơi nó dễ hơn nha. Đó, còn nếu mình muốn mạnh hơn thì mình lên đây, tăng lên này, tăng lên lên 6 kg đi. Đó, lực hơi nó mạnh hơn rồi. Thấy chưa? Đó, lực hơi mạnh hơn nhiều, ok chưa? Đó rất là hay nha. Có cái điều chỉnh này thì nó sẽ rất là phù hợp trong cái công việc mà dùng sơn, sơn xịt hoặc làm nhiều công việc khác nha các bạn nha. Vừa rồi mình mới trải nghiệm chiếc máy nén khí có dầu của Hokan này thì mình thấy nha, cái tốc độ lên hơi nó đang chậm hơn so với cái thông số công bố là khoảng tầm 9 10 giây. Đấy. Và cái độ ồn á thì mình thấy nó ồn hơn so với cái máy nén khí không dầu của anh nha. Tuy nhiên bù lại một cái á cái máy nén khí có dầu này á, thì giá nó rẻ hơn so với máy nén khí không dầu tới mấy trăm nghìn và à, do nó sử dụng dầu để bôi trơn và làm mát cho nên cái độ bền nó sẽ cao hơn so với máy nén khí không dầu các bạn nha đó và cái điểm đặc biệt mình rất là thích trên máy này đó là có thể điều chỉnh cái hơi ra thì cái này nó sẽ rất phù hợp rất nhiều công việc đôi khi là đặc biệt trong cái công việc về xịt sơn này kia rất là ok các bạn nha hơi nó sẽ ra ổn định hơn và mình chỉnh được cái hơi ra này theo ý mình muốn thì máy nó sẽ biết ít hao phí hơi hơn so với dùng cái đầu xịt mình chỉnh trên đó à. À, với cái máy này chỉ tầm uh, 2 triệu hơn 2 triệu xíu mình có thể sử dụng cái máy này thì khá là ok rồi các bạn muốn mua máy này thì bấm vào link phần bình luận và mô tả để đặt hàng trên Tiktok nha các bạn nha chào các bạn